Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Cục Hàng không Việt Nam, Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông Vận tải, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam, các hãng hàng không Việt Nam yêu cầu tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm soát chặt chẽ giá vé máy bay. Cụ thể, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước đối với lĩnh vực hàng không, tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động bán vé, kê khai và niêm yết giá vé của các hãng hàng không, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định pháp luật về giá. Bên cạnh đó, Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam phối hợp với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, các địa phương, các hãng hàng không Việt Nam và các công ty lữ hành nghiên cứu triển khai các sản phẩm du lịch theo gói nhằm đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, các chuỗi cung ứng dịch vụ, giảm chi phí để đáp ứng được nhu cầu của nhân dân và nền kinh tế. Theo Bộ Tài chính, để nâng cao tính tuân thủ của người nộp thuế, biện pháp tạm hoãn xuất cảnh sẽ là một biện pháp cứng rắn cũng như cảnh báo cho người nộp thuế đang nợ thuế để đảm bảo việc hoàn thành nghĩa vụ thuế vào ngân sách nhà nước. Hiện nay, số lượng người nộp thuế nợ thuế dưới 1 triệu đồng là rất lớn, đa số lại kéo dài. Với các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh, cơ quan thuế thực hiện rà soát, đối chiếu, xác định chính xác nghĩa vụ nộp thuế của người nộp thuế thuộc trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh trước khi thực hiện gửi thông báo đề nghị tạm hoãn xuất cảnh đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và người nộp thuế để người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi xuất cảnh. Bộ Tài chính vừa có thông tin phản hồi về việc các sàn thương mại điện tử nộp thuế thay cho người kinh doanh. Cụ thể, các sàn giao dịch thương mại điện tử có chức năng đặt hàng trực tuyến, nắm được đầy đủ các thông tin về người mua và các giao dịch bán hàng thành công thông qua sàn của các tổ chức, các cá nhân cung cấp hàng hóa dịch vụ. Do đó, sàn thương mại điện tử có thể thực hiện việc khai thuế, nộp thuế thay cho các cá nhân cung cấp hàng hóa dịch vụ. Theo Bộ Tài chính, trong thời kỳ kinh doanh thương mại điện tử trở nên phổ biến, ngành thuế đã đưa ra nhiều giải pháp để tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh này. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết tính đến cuối tháng 5 năm 2024, các bộ, cơ quan, địa phương đã phân bổ chi tiết 634.600 tỷ đồng, đạt 95,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Như vậy, số vốn còn lại chưa phân bổ chi tiết là 29.100 tỷ đồng. Tính theo tỷ lệ giải ngân, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có 10 bộ, cơ quan trung ương và 30 địa phương có tỷ lệ giải ngân cao, đạt trên 25% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tuy nhiên, vẫn còn 33 bộ, cơ quan trung ương và 29 địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trong 5 tháng đầu năm 2024 dưới mức trung bình của cả nước. Trong đó, đặc biệt có 4 bộ, cơ quan trung ương chưa thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 đã được Thủ tướng Chính phủ giao, tức là giải ngân không đồng. Theo Hiệp hội Điều Việt Nam, chỉ trong vòng hơn một tháng, giá điều thô đã được đẩy lên từ 1.500 đến 1.600 đô la Mỹ một tấn, tăng gần 50% so với trước. Đây là diễn biến từ trước đến nay chưa từng xảy ra. Chế biến và xuất khẩu điều là thế mạnh của Việt Nam, nhưng lại phụ thuộc chủ yếu vào nguyên liệu nhập khẩu. Từ đầu năm đến nay, xuất khẩu hạt điều đạt kim ngạch hơn 1,16 tỷ đô la Mỹ, tăng 21,2% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Việc các nhà cung cấp điều thô nâng giá bán hay không giao hàng sẽ gây nhiều khó khăn cho các nhà xuất khẩu Việt Nam. Chương trình tiếp tục với những thông tin đang được dư luận quan tâm liên quan đến nhóm đối tượng có hành vi lừa đảo trên không gian mạng với thủ đoạn giả danh sàn giao dịch thương mại điện tử Shopee nhằm chiếm đoạt tài sản cá nhân tại các tỉnh Cao Bằng và Thái Nguyên. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng vừa tiến hành khởi tố thêm 11 bị can trong đường dây này. 11 đối tượng vừa bị khởi tố bị can đều là nữ, từ 22 đến 45 tuổi, có hộ khẩu tại các tỉnh Cao Bằng và Thái Nguyên. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định các đối tượng này đã sử dụng trái phép thông tin cá nhân mà không được phép của chủ sở hữu, đồng thời có hành vi giúp sức cho Nguyễn Thị Tuyết Dâng, đối tượng điều hành đường dây lừa đảo và đã bị bắt trước đó, thực hiện việc công khai hóa trái phép thông tin riêng của nhiều người trên mạng máy tính, thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với Viện Kiểm sát tỉnh Kiên Giang đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Quốc Anh, sinh năm 1987, là công chức địa chính xã Bãi Thơm, thành phố Phú Quốc, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, và Nguyễn Văn Nhưỡng, sinh năm 1965, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bãi Thơm, thành phố Phú Quốc, về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo kết quả điều tra, vào năm 2013,
Trần Quốc Anh đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao là công chức địa chính xây dựng xã để thực hiện hành vi gian dối trong công tác xét duyệt nguồn gốc đất, lập hồ sơ hợp thức hóa nhiều thửa đất chưa sử dụng thuộc quản lý của nhà nước, đất có nguồn gốc của người khác tại xã Bãi Thơm thành đất do người thân của ông Trần Quốc Anh khai khẩn, sử dụng rồi lập hồ sơ xét duyệt, kế tiếp chuyển cho ông Nguyễn Văn Nhưỡng ký xác nhận nguồn gốc đất và được các cơ quan liên quan thẩm định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng các thửa đất. Sau đó Trần Quốc Anh đã bán cho người khác để thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng. Sáng ngày 2 tháng 6, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại kho hàng chứa đồ gia dụng bằng nhựa hơn 400m² trên đường Võ Nguyên Giáp, xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, gây thiệt hại lớn về tài sản. Vụ việc xảy ra vào khoảng 6 giờ 30 phút, ngọn lửa bất ngờ bùng phát và nhanh chóng lan rộng. Do kho chứa đồ nhựa, vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát nhanh, có nhiều tiếng nổ lớn. Nhân viên làm việc tại kho đã nhanh chóng sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ nhưng không thể kiểm soát được ngọn lửa. Đến khoảng 8 giờ, đám cháy đã được kiểm soát. Mặc dù không có thiệt hại về người, nhưng vụ hỏa hoạn đã làm hư hại nhiều hàng hóa và khiến một phần trần, tường của kho hàng đổ sập. Các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân và đánh giá thiệt hại do hỏa hoạn gây ra. Những ngày cuối tháng 5 đầu tháng 6 năm 2024, khoảng 200 ngôi nhà, công trình nằm trong diện giải tỏa đang được các hộ dân tổ chức cho tháo dỡ, di dời để lấy mặt bằng, tiếp tục xây dựng các hạng mục của nút giao Mỹ Thủy, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Nút giao Mỹ Thủy, phường Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức nằm trên trục đường Đồng Văn Cống, Võ Chí Công, Nguyễn Thị Định là cửa ngõ ở Cát Lái, cảng lớn nhất nước về sản lượng hàng hóa nên thường xuyên ùn tắc. Dự án nút giao 3 tầng chống ùn tắc nơi đây được thành phố Hồ Chí Minh triển khai vào năm 2016, vốn đầu tư hơn 3.600 tỷ đồng. Do khó khăn về giải phóng mặt bằng nên một số hạng mục của dự án tạm ngưng nhiều năm qua. Hiện thành phố Thủ Đức đang đẩy nhanh công tác chi trả cho người dân, vận động hộ dân đã nhận tiền bàn giao mặt bằng thi công các hạng mục trong tháng 5 năm 2024 và cuối quý 2 năm 2024. Hoàn thành nốt việc di rời, bàn giao mặt bằng 200 nhà dân, công trình trong diện giải tỏa để hoàn thiện dự án nút giao 3 tầng ở khu vực cửa ngõ phía đông thành phố Hồ Chí Minh này. Theo kết quả tổng kiểm tra phòng cháy các khu nhà trọ chỉ riêng trên địa bàn quận Cầu Giấy Hà Nội, nơi vừa xảy ra vụ hỏa hoạn làm 14 người tử vong cho thấy, tổng số cơ sở thuộc loại hình nhà trọ được rà soát là 3.328, thì có tới 3.172 nhà trọ không có lối tiếp cận cho xe chữa cháy. Về tiêu chí lối thoát nạn, có 2.822 nhà trọ không đảm bảo. Về tiêu chí ngăn cháy lan, có 3.198 nhà không đảm bảo. Hiện mới chỉ có 28 nhà trọ trong số này đã khắc phục các vấn đề sạc xe điện. Về vấn đề cầu thang bộ, tiêu chí ngăn cháy, ngăn khói với khu vực xung quanh, mới có 24 cơ sở khắc phục. Số còn lại vẫn chưa khắc phục. Đặc biệt, về loại hình chung cư mini, tính đến hết tháng 4 năm nay, quận Cầu Giấy mới chỉ ghi nhận 29 trên 36 chung cư mini đã khắc phục một phần công tác phòng cháy. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, trước tình hình cháy diễn biến phức tạp, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ tổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy ở các khu trọ, chung cư mini và đình chỉ hoạt động những cơ sở vi phạm. Theo đó, trong 5 tháng đầu năm, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra 234 vụ cháy, làm chết 10 người, bị thương 4 người, thiệt hại tài sản ước tính hơn 5 tỷ đồng. Do đó, Công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức thực hiện tổng rà soát, kiểm tra công tác an toàn phòng cháy với cơ sở kinh doanh nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê chung cư mini, nhà ở tập thể, chung cư cũ, xử lý 100% hành vi vi phạm về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tạm đình chỉ hoạt động theo đúng quy định. Các cơ sở vi phạm bắt buộc phải khắc phục những tồn tại vi phạm về phòng cháy. Tính đến cuối năm ngoái, trên địa bàn thành phố có gần 60.500 cơ sở nhà chung cư, nhà trọ, ngăn phòng cho thuê, nhà ở nhiều căn hộ, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao. Thưa quý vị và các bạn, cách đây 30 năm, ngày 11 tháng 7 năm 1994, Chính phủ ban hành Nghị định số 70 về việc thành lập kiểm toán nhà nước. Bản gốc của văn bản vốn được coi là căn cứ pháp lý đầu tiên khai sinh ra kiểm toán nhà nước này đang được lưu giữ tại phòng truyền thống. Nơi đây còn có rất nhiều những kỷ vật khác ghi dấu ấn và mốc son phát triển của kiểm toán nhà nước. Những kỷ vật gợi nhớ về một thời đã qua, một thời gian nan nhưng rất đỗi tự hào. Năm nay, ông Trần Xuân Huấn đã ở tuổi 80. Thế nhưng ký ức về những ngày chuyển công tác từ ngành tài chính sang kiểm toán nhà nước vẫn vẹn nguyên trong tâm trí. Tôi vẫn nhớ kiểm toán nhà nước mới thành lập
theo nghị định 70 của Thủ tướng Chính phủ chỉ là một cơ quan giúp Thủ tướng Chính phủ. Vì vậy, làm con dấu quốc huy là rất khó khăn. Nhưng được sự giúp đỡ của Văn phòng Chính phủ, Ban tổ chức cán bộ Chính phủ và một số cơ quan khác, chúng tôi đã khắc phục mọi khó khăn và hoàn thành được nhiệm vụ. Thủa ban đầu thành lập kiểm toán nhà nước, mọi thứ chưa có tiền lệ, khó khăn, thiếu thốn tràn bề. Nhưng bằng nghị lực, niềm tin, tình yêu và trách nhiệm với ngành, với nghề, thế hệ cán bộ đầu tiên đã khẩn trương bắt tay vào công việc, từng bước lấp dần mọi sự thiếu thốn, biến những điều không thể thành có thể. Thế trong cái bối cảnh khó khăn đó, chúng tôi thực hiện cái việc là tuyển dụng đến đâu thì tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức cơ bản cho cái đội ngũ mà mới được tuyển chọn như thế. Rồi tổ chức cái việc là nghiên cứu các cái văn bản pháp quy làm cái cơ sở pháp lý cho cái hoạt động của kiểm toán nhà nước. Rồi là chúng tôi là đồng thời với việc này thì bắt đầu là tổ chức triển khai các cái cuộc kiểm toán ban đầu ở cái quy mô nó vừa phải, nó phù hợp và nó tương xứng với lại cái khả năng cũng như là cái lực lượng là cán bộ của kiểm toán nhà nước. Trong số thế hệ trẻ đầu tiên được tuyển dụng ngày ấy, không ít người vẫn đang gắn bó với kiểm toán nhà nước. Để có được sự trưởng thành như ngày hôm nay, họ luôn biết ơn, nâng niu và trân trọng những ngày đầu ấy. Với tôi thì không thể nào quên được những cuộc kiểm toán đầu tiên. Chúng tôi vừa thực hiện kiểm toán, vừa được chỉ dạy và cũng vừa rút kinh nghiệm. Sau 30 năm nhìn lại, chúng tôi luôn biết ơn những vị lãnh đạo, những người thầy đầu tiên đã giúp chúng tôi trưởng thành và vững bước hơn trên con đường sự nghiệp kiểm toán. 30 năm là một cột mốc trong hành trình xây dựng và phát triển kiểm toán nhà nước. Trên hành trình ấy, bao thế hệ đã cùng chung tay vun đắp cho sự phát triển của kiểm toán nhà nước. Và cũng trên hành trình ấy đã có những dấu ấn không thể nào phai. Điều mà cái mà tôi thấy ấn tượng nhất trong đời tôi là đã cùng với anh tập thể anh em và các bộ ngành để góp ước vào, và đặc biệt là các anh ở bên văn phòng quốc hội. Các anh giúp rất nhiều để cuối cùng ra được một cái luật đã được quốc hội thông qua vào năm 2005 và có hiệu lực thi hành từ mùng 1 tháng 1 năm 2006. Đấy là một bước ngoặt lớn cho kiểm toán nhà nước, vì đấy cũng là một cái điều kiện, là chỗ dựa vững chắc để kiểm toán có thể làm việc được. 30 năm là dịp để các cán bộ hưu trí trở về kiểm toán nhà nước. Cuộc hội ngộ của thế hệ đi trước với thế hệ đi sau rưng rưng một niềm xúc động, ngập tràn lòng biết ơn và sự tôn kính. Cuộc hội ngộ của những tấm lòng, những trái tim cùng chung nhịp đập hướng về mái nhà chung kiểm toán nhà nước. Trong phút giây tay bắt mật mừng ấy, nhiều câu chuyện cũ được ôn lại, vẹn nguyên ký ức một thời.